Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với shop hàng bãi của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay thì bên nhà em lại giới thiệu với các bác một số những cái mẫu sản phẩm bên nhà em. Rất là nhiều những cái mẫu sản phẩm nhé. Hôm nay thì giới thiệu cho các bác là về thêm được rất là nhiều những cái mẫu cạo râu 36 lưỡi, đồ gia dụng, đồ dùng Nhật bãi, hàng nội địa Nhật. Đấy, không để các bác chờ lâu nữa, bên em xin đi và giới thiệu một số những cái mẫu sản phẩm. Đầu tiên đó là một cái dòng bộ cạo râu 36 lưỡi như thế này. Đấy, một cái bộ này thì nó chỉ gồm có giá chỉ có 50.000 đồng thôi, nhưng mà nó đầy đủ hết các cái bộ phận cho các bác này. Nó sẽ gồm có cho chúng ta đó là 36 cái lưỡi dao cạo. 36 cái lưỡi dao cạo luôn. 2 4 6. Đấy, 6 1 2 3 4 5 5 6 30. 6 6 3 6 và một cái lưỡi trong này nữa này. Đó. Đấy, tổng cộng của nó là 36 cái lưỡi. Lưỡi của nó là lưỡi kép nhé. Lưỡi của nó là lưỡi kép luôn, nên là các bác có thể cạo rất là linh hoạt này. Rất là dễ. Kem này các bác bôi vào để cho nó đỡ rát này. Hàng đẹp luôn. Đấy, 36 cái lưỡi cạo và một cái bộ dao cạo như này. Mà giá của nó bên nhà em đang bán chỉ có 50.000 đồng thôi. 50k một cái bộ cạo râu 36 lưỡi như này. Hàng đẹp và xịn sò luôn nhé. Hàng đẹp và xịn sò luôn. Mã đầu tiên các bác lên cho em, mã này là mã cạo râu 36 lưỡi 50k. Một cái mã tiếp theo bên em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu kem đánh răng của nội địa Nhật. Hàng này thì nó sử dụng cũng rất là tốt luôn. Nó là dòng này là kem đánh răng muối, rất là thơm. Kem đánh răng muối rất là thơm nhé. Cái dòng này thì các bác đánh răng nó trắng răng, sạch răng và nó thơm miệng. Đấy, rất là tiện lợi, 3 trong 1 luôn. Đấy, 3 trong 1, trắng răng, sạch răng và thơm miệng, 3 trong 1 này. Hàng này xịn sò luôn nhé. Hàng này xịn sò luôn này. Đầy đủ những cái tính năng cực kỳ linh hoạt và xịn sò luôn. Con này thì hạn sử dụng ngày tháng sản xuất của nó này, mới này. Đấy, 2023 này, tháng mùng 9 tháng 12. Mùng 9 tháng 12 năm 2023. Đấy, khi các bác nhận hàng của nó thì hàng mới nguyên hộp. Giá của nó bên nhà em đang có mức giá chỉ có 60.000 đồng thôi. 60.000 đồng một kem đánh răng muối, số lượng về thì các bác yên tâm nhé, thoải mái luôn. Đấy, bằng nào cũng có luôn. Thoải mái luôn nhé, bằng nào cũng có luôn. Đó, mà giá chỉ có 60.000 đồng thôi. 60k. Các bác lên cho em mã này là mã kem đánh răng muối. Một cái mã tiếp theo, một cái chai nước tẩy lồng giặt này. Chai nước tẩy lồng giặt này thì nó có dung tích của nó ở đây là 550g, là 550ml. Con này thì các bác sử dụng 1 đến 2 lần. Đây cách sử dụng của nó này. Các bác đổ cái nước vào lồng giặt, các bác chọn vào cái chế độ là vệ sinh lồng giặt, và các bác đậy nắp lại là nó sẽ tự vệ sinh lồng giặt cho các bác, để nó sẽ sạch cái lồng giặt. Những cái cặn bám bẩn các thứ nó sẽ đánh bay, nó sẽ sạch cái lồng giặt của các bác, và nó sẽ những cái cặn bẩn ấy là nó sẽ trôi đi theo cái nguồn nước. Con tẩy lồng giặt này thì nó khuyến cáo ở đây thì các bác dùng 1 đến 2 lần, nhưng mà khuyên các bác là nên một lần là chúng ta sẽ sử dụng hết. Một lần là chúng ta sẽ sử dụng hết nhé, và trong 1 đến 2 tháng thì chúng ta sẽ vệ sinh lại một lần, để cho khi các bác giặt quần áo nó sẽ thơm tho và sạch sẽ hơn. Một cái dòng chai tẩy lồng giặt như này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 50.000 đồng thôi. 50k một chai tẩy lồng giặt như này các bác nhé. Giá rất là mềm luôn. Giá rất là mềm luôn, 50k. Các bác lên cho em mã này, mã chai tẩy lồng giặt. Một cái mã sản phẩm kế tiếp, một cái dòng lọ thả bồn cầu. Thả bồn cầu trọng lượng của nó là 250g này, cũng có 3 chức năng này. Con này thì mùi của nó rất là dễ chịu. Cái dòng này mùi của nó rất là dễ chịu này. Đây, khi các bác nhận hàng của nó sẽ là một cái hộp như thế này cho các bác này. Các bác về các bác lột cái này ra. Đấy, và các bác nâng cái này lên này. Các bác thả trực tiếp xuống bồn cầu. Đấy, là được. Dòng này thì rất là thơm luôn nhé. Dòng này thì rất là thơm luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 40.000 đồng một cái chai như thế này. 40.000 đồng một cái lọ như này. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã thả bồn cầu nhé. Trước kia là 50 đấy, đợt này giảm giá cho bác 10.000 xuống còn 40.000 đồng một cái sản phẩm thả bồn cầu như này. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Cái dòng này thì hàng cực kỳ chất lượng và dễ sử dụng. Đẹp, xịn sò. 40k, các bác viên lên cho em mã này, mã thả bồn cầu. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác, một cái dòng dao thái của thương hiệu Gunbo của Nhật này.
Đấy, dao thái của thương hiệu Gunbo của Nhật. Dòng này thì cực kỳ sắc bén luôn này. Dòng này thì cực kỳ sắc bén luôn. Các bác thái thịt bò cũng được. Rất là ok luôn. Thái Gunbo. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 150.000 đồng. Đấy, 130.000 đồng, em xin lỗi giảm giá rồi. 130.000 đồng một cái mã thái này. Các bác lên cho em mã này là mã thái G5 nhé. Thái G5 130.000 đồng một sản phẩm dao thái của Nhật. Hàng này thì đẹp xịn sò luôn. Đấy, đẹp xịn và chất lượng. Thái, dao thái Nhật. Một cái mã tiếp theo. Một cái dòng kéo cắt gà vịt nhé. Cái dòng này thì để các bác cắt gà vịt nó rất là tiện. Các bác cắt những cái dòng như kiểu là những cái xương ống gà ấy, vẫn thoải mái luôn. Các bác luộc lên rồi các bác cắt ăn luôn thì nó sẽ rất là ngon lành. Con này thì ở đây nó cũng sẽ có đánh cả vảy cá này, chất thép SK5 này, ăn hải sản này. Ví dụ ăn cua ghẹ thì các bác có thể cắt ép vào đây. Đó. Và con này thì cắt xương to thì các bác cắt sát vào bên trong này giúp em nhé. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn này. Con này thì mã này thì bên nhà em đang có mức giá chỉ có 140.000 đồng thôi. 140.000 đồng một cái. Các bác lên cho em mã này là mã kéo gà Nhật 140k. Một cái mã sản phẩm kế tiếp. Một cái dòng kẹp gấp thực phẩm này. Để các bác ví dụ như là ăn lẩu hay ăn đồ nướng hay là ăn thực phẩm này, gấp gói các thứ này thì chúng ta có thể sử dụng được. Dòng này của nó là hàng nội địa Nhật Made in Japan này. Hàng nội địa Nhật Made in Japan nhé. Cực chất luôn, cực xịn sò luôn. Giá của con này thì ở bên nhà em đang có mức giá chỉ có 60.000 đồng thôi nhé. 60.000 đồng một cái. Các bác lên cho em mã này, mã gấp thực phẩm inox. Đấy, hàng nội địa Nhật luôn nhé. Cái dòng này là hàng nội địa Nhật luôn. Gấp thực phẩm inox, hàng nội địa Nhật. 60k. Giá siêu mềm luôn. Giá siêu mềm, siêu chất luôn cho các bác luôn. Đẹp xịn sò. 60.000 đồng một cái. Một cái mã sản phẩm nữa. Bác nào mà hay mài dao, hay mài dao mài kéo thì con này sử dụng rất là tiện lợi luôn này. Đấy. Con này là liếc dẹp nhé. Cái dòng này là liếc của nó là liếc dẹp. Để các bác mài nó rất là tiện, rất là tiện lợi. Dòng này thì nó là hàng của nó là hàng nội địa Nhật Made in Japan. Hàng nội địa Nhật Made in Japan này. Kích thước dài của nó là 42 cm. Quên mất lại không mang cái thước đây. Phần lưỡi lên đây là 30 cm. 30 cm. Hàng đẹp luôn nhé. Cái mã này thì bên nhà em đang có mức giá của nó chỉ có 100.000 đồng thôi. 100k, các bác lên cho em mã này, mã liếc mài dao nhé. Liếc mài dao 100.000 đồng. Ngang này. Này. Cao này. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Bên nhà em xin giới thiệu cho các bác. Đũa này. Đũa nhà em rất nhiều loại. Đầu tiên là một cái dòng đũa của Hàn Quốc. Một cái vỉ đũa này là 25.000 đồng một đôi. Korea của Hàn Quốc này. Đó, đây. Cái vỉ đũa của nó là một vỉ của nó là 10 đôi. Một vỉ của nó là 10 đôi. Một vỉ đũa này của nó là 10 đôi các bác nhé. 25.000 đồng thôi. Hàng này thì đẹp. Tất cả thì còn mới, chưa qua sử dụng đây. Em đã bóc sẵn ra rồi. Em đã bóc sẵn ra đây rồi cho các bác. Đấy. Ở trên nhà hàng ấy, các bác đi ăn nhà hàng các bác biết đấy. Thì hầu như người ta sẽ sử dụng cái dòng đũa này. Nó là dòng đũa cao cấp nên là nó rất là đẹp. Đấy. Các bác lên cho em mã này là mã đũa Nhật nhé. Đũa Hàn, à em xin lỗi, đũa Hàn. Đũa Hàn Quốc 25.000 đồng. 25.000 đồng một túi như thế này. 25k, một 10 đôi. Đó là đũa của Hàn Quốc. Hàng thì khi các bác nhận hàng thì yên tâm luôn. Đầu đũa chống trơn trượt nhé. Nên là các bác không sợ bảo là cứ đũa nhựa là nó trơn đâu. Đầu đũa này không trơn mà em sử dụng rồi. Đấy, sử dụng rất là ok luôn. Một cái mã tiếp theo, một cái dòng đũa Nhật. Ở đây là dòng đũa Nhật 10 đôi. 10 đôi này, một vỉ của nó này. Cái dòng này thì hàng của nội địa Nhật Made in Japan luôn nhé. Kích thước các thứ của nó đầy đủ và thông số ở đây. Chịu được nhiệt độ, con này có thể các bác có thể rửa trong máy rửa bát hoặc là lò vi sóng, bác cũng vẫn có thể sử dụng được. Không sợ bị nó không bị sợ bị chảy nhựa đâu. Có mã QR để các bác check thoải mái luôn này. Hàng đẹp. Xịn sò. Hàng đẹp xịn sò luôn. Các bác lên cho em mã này là mã đũa 10, đũa Nhật 10 đôi. Cái mã này thì bên em đang có mức giá của nó đó là 80k.
Đấy, đầu đũa chống trơn trượt nhé. Cái đầu đũa của nó cũng là đầu đũa chống trơn trượt. Hàng xịn xò luôn. Đấy, hàng xịn xò luôn này. 80.000 đồng để em bóc ra luôn cho các bác. Đẹp xịn xò luôn này. Trên đầu nó là nó có những cái logo của hoa đây này. Cái hoa 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 gì của Nhật nhỉ? Hoa hoa hoa, hoa đào à? Hoa ấy đấy. Đấy. Đấy, xịn sai. Hàng xịn xò luôn. Các bác lên cho em mã này, mã đũa Nhật 10 đôi. 80k. Một cái mã đũa nữa này. Một cái dòng này thì đũa có 5 đôi thôi, nhưng mà nó có đôi có cặp. Đấy, bác nào mà đang chưa có người yêu thì không nên dùng cái dòng đũa này, nó có đôi có cặp này, gia đình dùng rất là hợp. Một cái túi này thì 5 đôi. Nó một cặp này riêng biệt luôn này. Đấy, một cặp này riêng biệt luôn. Các bác có thể mua về để gia đình dùng. Đấy, 5 đôi. Một cái mẫu đũa như thế này. Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu của Kinbata. Kinbata nhé. Hàng xịn xò luôn này, Japan này. Cái dòng đũa này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó cũng là 80k đấy. 80.000 đồng. Đấy, vì đũa 5 đôi, nó là phân khúc của nó là phân khúc đũa cao cấp. Cái phân khúc đũa của nó là phân khúc đũa cao cấp này. Xịn xò luôn, các bác có thể nhìn thấy một đôi của nó này. Khác biệt hoàn toàn luôn. Đó, đẹp. Các bác lên cho em mã này, mã đũa 5. Đũa 5 đôi, giá của nó cũng là 80.000 đồng nhé. 80.000 đồng một vị. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác, đó là một số những cái mẫu dao gọt hoa quả, gọt trái cây. Dòng này của nó là thương hiệu của nó cũng là thương hiệu của Gunbo. Chất thép rất là cứng luôn. Các bác gọt trái cây các thứ rất là ngon luôn. Và đặc biệt là nó cũng rất là sắc. Và đặc biệt nó cũng rất là sắc nhé. Đấy. Con này thì là mới luôn, hàng mới chưa qua sử dụng. Dao gọt trái cây của thương hiệu Gunbo. Đấy. Một con dao gọt này thì kích thước của nó này. Tổng chiều dài của nó là 21cm. Từ phần lưỡi đến phần cán của nó là 11 nhé. Con này thì giá của nó bên nhà em đang có mức giá chỉ có 80.000 đồng này. 80k. Dao gọt trái cây của Nhật 80.000 đồng. Một cái combo này. Đấy, một con dao như này. Một con dao gọt này. Đó. Ở đây còn có 4 con thôi. Còn có 4 con thôi nhé. Một cái dòng sản phẩm kế tiếp. Một cái mẫu muôi sới cơm thôi nhé. Muôi sới cơm này. Các bác có thể nhìn thấy em bẻ gấp này mà còn không gãy. Em bẻ gấp như thế còn không gãy. Hàng nội địa Nhật, made in Japan. Đấy. Bẻ gấp còn không sợ gãy nhé. Hàng đẹp luôn. Các bác lên cho em mã này là mã muôi sới cơm. Muôi sới cơm, con này thì giá của nó mềm thôi. Giá thì nó của nó bên em đang có mức giá chỉ có 60.000 đồng. Muôi sới cơm 60.000 đồng một cái. Giá rẻ luôn. Đấy. Còn đây là một cái mẫu muôi chiên xào này. Muôi chiên xào này các bác xào nấu này. Con này cũng là hàng nội địa Nhật nhé, made in Japan này. Hàng này dùng chất luôn, các bác xào nấu rang cơm các thứ thì thoải mái. Xào nấu rang cơm các thứ thoải mái, ok. Muôi sới cơm. Con muôi sới cơm này thì giá của nó mềm hơn. Bên em đang có mức giá đó là 50k. Muôi sới cơm 50.000 đồng. 50.000 đồng một cái. Muôi sới cơm. À, muôi chiên xào chứ, em xin lỗi. Muôi chiên xào 50.000 đồng một cái. Một cái mã sản phẩm kế tiếp. Kéo cán bạc. Con này nếu mà gà vịt bía các bác cắt được luôn. Giấy tờ thực phẩm thì các bác đều có thể cắt được. Rất là sắc luôn. Cán bạc. Chất thép SK5. Hàng của nội địa Nhật. 90k. Giá của nó bên em đang có mức giá ra 90.000 đồng. Cũng có cả đánh vảy cá nhé. Ăn hải sản thì con này chỉ ăn được hải sản to thôi. Bật bia này.
cắt gà vịt này, nhưng mà cắt gà vịt con ấy chỉ cắt được con gà dòng gà vịt bé bé thôi. 90 ngàn đồng cả. Giá của nó là 90 ngàn đồng. Các bác lên cho em mã này là mã kéo cán bạc. Kéo cán bạc bên nhà em đang có mức giá đó là 90 cả. Một cái mã sản phẩm kế tiếp, bác nào mà phụ nữ, chị em phụ nữ ấy, mà mài dao không biết mài thì mà không biết mài bằng đá thì chúng ta nên mài bằng cái mẫu mài ba khe như thế này. Con này thì thương hiệu của nó là Katashiwa. Katashiwa hàng nội địa Nhật Made in Japan này. Ba khay, ba rãnh. Hay mài mịn này, mài mài phá này, mài mịn này, mài thô này và mài mịn này. Con này thì có mức giá của nó là 140.000 đồng. Hàng nội địa Nhật nhé. Hàng nội địa Nhật xịn lò xò luôn. Đấy. Nó có rất là nhiều loại. Cái dòng mài ba khe này nó có rất là nhiều loại. Nên là có một số bác bảo là chỉ có 50.000 thôi. Nhưng mà 50.000 thì nó lại loại khác. Nó không phải là như thế này. Đó. Thì cũng phải nói rõ luôn cho các bác không lại tránh hiểu nhầm. 140k. Các bác lên cho em mã này, mã mài ba khe. Mài ba khe nhé. Một cái mã sản phẩm kế tiếp. Một cái dòng viên đá mài. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Katashiwa. Hàng nội địa Nhật Made in Japan này. Con này thì hai mặt. Một mặt mịn, một mặt 3.000 và một mặt 8.000. Mặt 3.000 và 8.000 này. Hai mặt của nó này. Dòng đá mài này thì nó sẽ có kích thước cho chúng ta này. Tổng chiều dài con này là 17,7 cm. Chiều ngang của nó là 5,8. Độ dày của con này thì là 2,8 cm. Đấy, đá mài. Đá mài Nhật nhé. 80.000 đồng một viên, 3.000, 8.000 như này. Nhà em có hai loại. Thì đây là loại đầu tiên. 8.000, 3.000, 8.000. Thương hiệu Katashiwa. Và một loại nữa này. Loại này thì độ mịn nó cao hơn. 5.000 x 10.000. 5 x 10.000 này. Đấy, cũng là thương hiệu của Katashiwa, nó cùng một loại nhưng nó khác một chút. Hai mặt các bác đều có thể mài được và có cái đế cao su này để các bác đặt xuống này. Các bác mài thì nó không bị xê dịch. Đấy, và các bác mài dao lên thì nó rất là dễ. Cái mã này thì 5.000, 10.000 này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 90.000 đồng. Đây là em đo cho các bác cái kích thước. 5,8 cm này. Dài của con này thì là 17,8. Và độ dày của nó là 2,8 cm. Hàng nội địa Nhật 90k. 90.000 đồng. Các bác lên cho em mã này là mã đá mài dao. Đá mài 90k một viên. 90.000 đồng một viên này thôi nhé. Hàng đẹp và giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, hàng này hàng đẹp và giá cực kỳ tốt luôn này. Một cái mã sản phẩm kế tiếp. Một cái dòng ấm đun nước siêu tốc kính. Con này max của nó là 2 lít này. Maximum của nó là 2 lít. Dòng này là dòng kính nhé. Các bác đun thì nó cũng rất là nhanh nhanh sôi thôi. Đấy, con này thì dòng này thì các bác có thể đun trong vòng đấy, rất là bền. Nó rất là bền và rất là xịn sò luôn này. Con này thì các bác sử dụng điện 220V. Nguồn điện của nó là nguồn điện 220V nhé. Và cái dòng này thì các bác sử dụng rất là tiện lợi luôn. 220V này, dung tích 2 lít này. Đấy, công suất 1500W, thương hiệu Gukudo. Hàng đẹp xịn sò. Công tắc bật tắt các bác bật trên này. Đấy. Nó sẽ đi kèm theo, nó chắc chắn rồi, nó sẽ phải có cái đế. Một bộ này của nó này. Một bộ ấm siêu tốc kính này. Bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 130.000 đồng các bác nhé. 130k. Ấm siêu tốc kính. Ấm đun nước siêu tốc kính 130.000 đồng một cái. Một cái mã sản phẩm nữa. Một cái dòng ấm nước siêu tốc của Đức, thương hiệu của nó là Rosin Beng này. Sử dụng nguồn điện của nó là 100 đến 230V 60Hz. Công suất của nó là 1.000 đến 1.650W. Hàng của Made in Germany của Đức. Ở đây có công tắc để các bác bật tắt này. Còn đây là các bác mở nắp này. Đấy, bên trong này của nó là bằng inox nhé. Nên là các bác sử dụng nó rất là bền. Inox nên là các bác sử dụng nó rất là bền nhé. Đấy.
Con này thì dung tích của nó là lít 8. 2 lít ở đây thì nó ghi xem nào. Trong này của nó ghi là mắc của nó lít 8, 1 lít 8 thôi. Cái mã ấm nước này thì ở bên nhà em đang có mức giá đó là 530.000 đồng. 530.000 đồng và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác luôn. 530k bao ship cho các bác cái mã ấm đun nước này. Đấy, 530.000 đồng. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, bên em xin giới thiệu cho các bác một cái dòng bếp từ âm. Dòng này thì của nó rất là xịn sò luôn. Con này của nó thì các bác sẽ sử dụng nguồn điện 200. Tí nữa em sẽ giới thiệu để em cắm điện vào rồi. Đấy, các bác bật lên này. Đó. Và con này thì nó có thể đun được gần như là tất cả các loại bếp. Bắt được bếp từ, bếp hồng ngoại. Đấy. Đây, em để dịch vào đây một tí nhé. Đấy, các bác ví dụ bật bếp này thì là các bác mở ra như này. Đấy. Và đây là các bác xoáy lên. Xoáy lên này. Đấy. Đấy. Và các bác điều chỉnh này. Lên, nó đun này. Đấy. Nó đang đun cho chúng ta. Rất là tiện lợi luôn. Đó. Bên này thì không có. Các bác tắt đi trước này, bật lên này. Đấy. Không có bếp này. Đấy. Không có bếp nó sẽ không đun. Nó sẽ báo lỗi. Đấy. Không có bếp nó sẽ báo lỗi, nó nhấp nháy kìa. Đấy. Còn bên này thì đang đun bình thường này. Đấy. Chuyển cái bếp này sang. Đấy, thì nó lại bỏ bếp ra thì nó sẽ báo lỗi luôn để cho nó không bị cháy nổ. Đấy, rất là tiện lợi luôn nhé. Hàng này thì nó là hàng nội địa Nhật. Đó. Đây là hai bếp này. Đây tắt bếp này. Tắt bếp này. Còn đây là lò cái bếp hồng ngoại này. Bếp hồng ngoại thì đây các bác sẽ bấm vào nút này cho em. Đấy. Ở đây có hai chế độ này. Đấy. Rất là tiện lợi. Đấy, rất là dễ sử dụng. Bếp hồng ngoại. Đó. Đấy, các bác có thể sử dụng thoải mái luôn. Đấy, lò nướng này. Nó sẽ có lò nướng và bếp hồng ngoại thì các bác sử dụng ở cái nút điều khiển này. Đấy, đây hồng ngoại. Đấy, sáng lên này, em tắt đi luôn này. Đấy. Rất là tiện lợi nhé. Nói chung là nó rất là dễ. Nó rất là dễ sử dụng thôi. Cái dòng này thì nó sẽ sử dụng nguồn điện cho chúng ta đó là nguồn điện 200V. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Đấy. Bếp hồng ngoại thì nó sẽ tự sáng cho chúng ta luôn. Nó sẽ tự sáng. Và các bác cứ thế là dùng thôi. Đấy. Không có bếp thì nó cũng sẽ tự ngắt. Tất cả thì đều đương nhiên rồi. Không có bếp thì nó cũng sẽ tự ngắt cho chúng ta. Đấy. Tắt. Bật bếp này. Tắt bếp này. Đấy. Bếp hồng ngoại này. Đó. Và các bác sử dụng thôi. Thế là các bác sử dụng thôi. Đấy. Hàng này thì rất là ok nhé. Các bác sử dụng rất là ok luôn. Tốc độ 5 này, cho bếp lên. Bác có thể nhìn thấy. Đó. Hàng xịn sò luôn. Tất cả đều sử dụng tốt nhé. Tất cả của nó đều hoạt động tốt cho các bác luôn. Nên là các bác yên tâm. Đấy, lò nướng, lò nung này. Lò nướng, lò nung này. Đã vệ sinh sạch sẽ nhé. Để em tắt đi đã. Tắt bếp này. Đấy. Lò nướng các thứ này. Đã vệ sinh cho các bác sạch sẽ. Đã vệ sinh cho các bác sạch sẽ luôn. Đây, khay lò nướng này. Đấy. Vệ sinh sạch sẽ. Và tất cả đều vệ sinh sạch sẽ cho các bác. Và tất cả đều vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi nhé. Nên là các bác yên tâm. Đấy. À, còn đây bên trên của nó là khay nướng của nó này. Đấy. Thực sự với các bác luôn là nhà em cũng đang sử dụng cái bếp từ âm luôn. Chứ không phải là không đâu. Dùng cái dòng này thì rất là bền. Đấy, nhìn dùng những dòng này rất là bền luôn. Rất là ngon lành. Đấy, kích thước của con này đây. Tắt bếp này. Đấy, kích thước của nó này. Đây là em đốt cháy giai đoạn nhé. Chứ bình thường không nên, các bác không nên tắt nhanh như thế. 59 cm. Đây. 59 cm. Chiều này của nó sẽ là 52. 59 x 52 cm. Các bác lên cho em mã này nhé. Các bác lên cho em cái mã này là mã bếp âm 1. Từ âm 1 thì các bác lên cho em mã này, mã bếp bếp 1 nhé. Bếp 1. Đấy. Cái dòng này thì tất cả nhé, các bác về các bác phải bắt tiếp địa. Các bác phải bắt tiếp địa vào nhé. Các bác lên cho em mã là mã bếp 1. Bếp 1 này. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là 3 triệu đồng. Và bên nhà em bao ship hai quyền mất. Hai bên bếp nhé là 2.500W. Và con bếp hồng ngoại ở giữa là 1.200W. Đấy, bếp 1 3 triệu đồng với bên nhà em bao ship. Hàng này thì vệ sinh sạch sẽ rồi. Các bác về các bác chỉ việc dùng thôi. Đấy. Các bác về các bác chỉ được lắp bếp vào và các bác sử dụng luôn. Đấy, rất là xịn sò luôn, hàng đẹp sạch sẽ nhé.
Đó, bếp 1. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một con bếp từ nữa này. Cái dòng này thì của thương hiệu Mitsu. À, giới thiệu luôn một con bếp bên này là 2 kW rưỡi và bên này là 3 kW. To đấy, cái dòng bếp này đun nhanh sôi lắm. Đấy. À, phím này thì các bác có thể điều khiển ở trên này. Đấy, tốc độ của nó. Kích thước của con bếp này này. 59,5 nhân với lại một chiều của nó là 51. Cái độ sâu thì nó là âm thì thôi nha, không đo nữa nhé. Đây, các bác bật bếp này. Đấy. Bật bếp. Đấy, các bác đặt bếp đi. Và các bác vặn. Đấy thì nó sẽ chạy. Đấy. Con này thì tối đa của nó có thể đun được lên đến 3 kW. Bếp này dọn dẹp sạch sẽ rồi nhé. Tí nữa em sẽ review chi tiết. Bác nào mà muốn mà bảo là chụp ảnh chi tiết các thứ thì em sẽ review chi tiết cho các bác luôn. Này các bác nhìn thấy khói lên chưa? Các bác cứ nhìn thấy khói lên này. Rất là nhanh luôn. Rất là nhanh luôn nhá. Thôi em tắt đi không lại nhanh sôi quá. Đấy, bạn bé lại này. Đấy. Tắt đi này. Đó. Còn đây là một bên bếp bên 2 kW rưỡi này. Đấy, các bác đặt bếp lên này. Các bác chỉnh này. Đấy, ở đây thì các bác có thể chỉnh được này. Đấy. Chỉnh ở đây được cũng được này. Đấy, thế nhưng mà chỉnh ở đây thì các bác chỉnh cho nó chính xác nhất này. Đấy. Đấy, các bác cứ chỉnh mắc đi. Đấy. Rất là ok luôn. Đấy, chúng ta không nên đun mắc mắc maximum nhé. Các bác đun lúc nào cũng nên để lại cho em một nấc. Đấy, không nên đun quá quá độ. Các bác lúc nào cũng để lại cho em một nấc là nó cũng đủ nhanh sôi rồi. Đó. Còn đây là cái lò nướng lò vi sóng này. Đấy. Thì đây các bác có thể sử dụng thoải mái luôn. Đây. Còn bếp hồng ngoại kia thì các bác không cần phải ấy cũng được, không cần phải phải đặt lên xoong lên cũng được, mà cần đặt lên xoong lên cũng được. Tùy từng con, tùy từng bếp nó sẽ có cái cảm biến. Đấy. Thì này các bác có thể nhìn sáng đỏ. Đấy, còn các bác muốn chỉnh sang lò nướng thì các bác sẽ tắt cái bếp đi nữa này. Đấy, và các bác chuyển sang chế độ lò, chuyển sang lò nướng. Đấy, nó tắt đi thì các bác sẽ chuyển sang lò nướng. Thì nó rất là linh hoạt, rất là tiện lợi thôi. Còn đây là lò nướng của nó. Khay lò nướng của nó này. Đấy, khay lò nướng của nó này. Nói chung là em đã vệ sinh cho các bác là sạch sẽ rồi. Đấy, về phần vệ sinh thì các bác yên tâm. Lúc nào cũng thế, vệ sinh bếp sạch sẽ cho các bác luôn, không phải là phải suy nghĩ đâu, các bác không phải suy nghĩ đâu. Đấy, còn em sẽ gửi ảnh chi tiết cho các bác bên trong lò nướng, hoặc là các bác có thể chụp lại chi tiết được, tại vì nó hơi nặng mà cứ nâng lên nâng xuống nó cũng không tiện. Đấy thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em, để video lần sau em sẽ để cao lên để các bác sử dụng cho nó dễ. Video lần sau em sẽ để cao lên cho các bác sử dụng cho nó dễ nhé. Đấy, tắt bếp này. Đó. Lò nướng các thứ của nó nhé, đầy đủ đồ nhé, cái dòng bếp này còn nghe em thì là đầy đủ đồ cho các bác luôn. Tiện lợi xịn sò. Đấy, và dùng xong các bác tắt bếp đi. Các bác lưu ý nhé, là nếu mà các bác muốn tắt cái công tắc nguồn này thì có một cái là lưu ý cho các bác, nếu mà bác nào biết dùng rồi thì thôi, còn các bác nào chưa biết dùng thì các bác sẽ để cho nó hết cái tiếng kêu của bếp này. Còn đây em đang làm là đốt cháy giai đoạn một chút đấy, thì là các bác nên để như thế. Đấy, cái lò nướng của nó là 2000W. Cái dòng này thì tất cả của nó sẽ đều sử dụng cái nguồn điện, tất cả này của nó sẽ sử dụng cái nguồn điện, đó là nguồn điện 220V, đều được. Này, nó hơi nặng một chút nhưng thôi, quên mất con đầu tiên lại không giới thiệu cho các bạn. 200V này, nên nhưng mà các bác sử dụng điện 220V đều được nhé. Dòng này của Mitsu. Đấy, Mitsubishi. Hàng đẹp luôn. Đấy. Các bác lên cho em mã này là mã bếp bếp 2. Con này bên thì em đang bán với mức giá đó là 3 triệu 200 ngàn đồng. Đấy, các bác lên cho em mã này mã bếp 2 này. Bếp 2. 3 triệu 200k. Bao ship toàn quốc nhé. Và bên nhà em bao ship toàn quốc 3 triệu 200 nghìn đồng. Và bên nhà em bao ship toàn quốc mã bếp 2 này. Đấy, lò nướng các thứ đầy đủ. Một cái mã bếp tiếp theo. Một con này thì một bên 2000, một bên 2500. Con này cũng sử dụng rất ok. Ba bếp này, hồng ngoại này. Đấy, con này thì khay nướng của nó đây. Khay nướng của nó đây. Đấy. Cái khay để nướng các bác này. Lò nướng của con này. Tất cả đều vệ sinh sạch sẽ cho các bác thôi. Đấy, con này thì tất cả vệ sinh sạch sẽ, con này nó nhẹ hơn một chút. Đấy, còn đây thì cái công suất của nó, con này thì thương hiệu cũng là của Mitsu. Đấy, cũng là sử dụng điện 200V. Đấy, nhưng mà sử dụng gọi là 200V nhưng mà sử dụng điện 220V đều thoải mái. Đây cái thông số của nó đây. Đó. Lò nướng đồ nghề các thứ đầy đủ, tức là các bác chỉ về và các bác sử dụng. Đấy, về chỉ việc về và các bác sử dụng thôi. Hàng đẹp luôn nhé.
kích thước của con này này. 59 nhân với lại 49. 59 nhân với lại bao nhiêu? 49 năm. 59 nhân với lại 4 kích thước của nó là 59 nhân với 49,5. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Và đây thì cũng có công tắc bật tắt này. Đấy, và đây là cũng có là là cái phím ấn này. Hai bếp này. Các bác đặt nồi lên này. Đấy, đặt nồi lên là nó sẽ đun luôn nhé. Đấy, và đây các bác nhìn trên mặt mặt phím này của nó này. Đấy, thì là nó sẽ sáng. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Đấy, hai bếp nhé, tất cả đều hai bếp để cho các bác đun thoải mái luôn. Đấy, và đun rất là nhanh sôi. Đây là lò nướng này, tắt này. Đây là bếp bên phụ này. Nói chung là tất cả đều đun thoải mái, dễ dàng, đun rất là nhanh sôi. Và các bác yên tâm một điều đó là trước khi gửi hàng cho các bác là em cũng lại phải test lại cơ. Đấy, con này thì lại là một bên bếp từ, một bên bếp hồng ngoại. Đấy, con này là hai bếp hồng ngoại và một bếp từ. Đấy, bác nào mà thích hồng ngoại là có hồng ngoại ngay. Đấy, nó rất là tiện luôn. Đây này, các bác nhìn đây, hồng ngoại này. Đấy. Đấy, bếp hồng ngoại này. Còn con này là bếp từ này. Đấy, còn bên này là bếp từ. Đó, rất là xịn sò. Tắt bếp này. Đấy, tắt bếp ở lò nướng này. Ở đây thì nó rất là nhiều, các bác có thể nhìn thấy rất là nhiều chức năng này, để nấu nướng. Các bác có thể nấu nướng này. Đây. Đó, rất là tiện lợi luôn. Và các bác sử dụng nó cũng rất là tiện. Đấy, sử dụng của nó cũng rất là dễ nhé. Đấy, lò nướng các thứ là các bác sử dụng. Ở đây có cả hẹn giờ. Đấy, có cả hẹn giờ. Đấy, riêng con này nó lại là rất là VIP xịn sò luôn. VIP và xịn sò luôn nhé. Đó, kích thước em đo rồi, thông số em đo rồi. Một bếp hồng ngoại, một bếp từ. Bếp từ, bếp hồng ngoại. Bếp hồng ngoại 2 kW và một bếp hồng ngoại 1,2. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng này, hàng của nó là hàng đẹp luôn. Rất là ok. Đó, kích thước em đã đo sẵn cho các bác rồi. Tắt, tắt bếp này. Tắt bếp này. Đó, con này thì các bác lên cho em cái mã này là bếp 3. Bếp 3 nhé. Bếp 3 này. Con này bên nhà em đang có mức giá của nó đó là bếp 3 này, con đang có mức giá đó là 2.800.000. Bao ship toàn quốc nhé. Bếp 3 2.800.000 đồng và bên em bao ship. Cái mã tiếp theo thì đây. Con này nhà em đang dùng luôn, nhưng mà con này là bếp 75 cơ. Con này bếp to. Cũng là một bên là 2 kW và một bên là 3 2,5 và một bên là 3. Đấy, size 75. Con này thì nhà em đang sử dụng luôn. Đấy, nhưng mà bác nào mà ưng là em cũng cho đi luôn. 75 này nhân với lại 51 đấy, bếp âm. Đấy, khi các bác đây là cái này thì là do cái đáy xoong thì em nó dùng thì đấy, thì lúc là nếu mà các bác nào lấy em sẽ đánh sạch cho các bác. Đấy, còn khi các bác đặt lên bếp này nó sẽ lên rất là đẹp lên như này. Rất là đẹp lên như này luôn nhé. Đó, thì đây là cái công tắc nguồn này. Các bác bật lên này. Đó. Và các bác đun này, sử dụng này. Bật bếp này. Đấy. Không có bếp thì nó sẽ báo lỗi. Đấy. Bật bếp lên này. Đấy. Nhận luôn. Đấy, nhận luôn rồi. Tắt này, tắt bếp bên này này. Đấy, nó có các chế độ nấu cơm các thứ này. Đấy. Tắt bếp này. Lò nướng, lò nướng đầy đủ. Sạch sẽ luôn. Đấy, lò nướng, lò nướng đầy đủ, sạch sẽ luôn. Đấy. Có cả các cái ấy của nó này. Đầy đủ hết. Đầy đủ hết nhé. Đấy. Bác nào mà ưng là em ok luôn, này, sạch sẽ. Đấy. Nói chung là thực sự với các bác luôn là nếu mà để mà nhà em đặt và dùng như này rồi thì các bác chỉ cần chốt thôi. Đấy, con này thì giá của nó bếp 75, giá của nó hơi cao. Con này còn giá của nó sẽ là 10 triệu đồng. 10 triệu đồng nhá các bác nhé. Sử dụng điện 200. Đấy, điện 220V thoải mái. Kích thước thì đây. Đấy, thông số thì nhà em đang sử dụng rồi. Đấy, lò nướng các thứ thì vẫn sạch sẽ tại vì nhà em cũng không dùng đến lò nướng. Đấy, nhưng mà nếu mà bác nào ưng cái mẫu bếp to hơn
bếp to hơn thì bên nhà em cũng có đầy đủ cả luôn. Và con này thì phím của nó là phím cảm ứng, nhé, rất là đẹp luôn. Đấy, nó chỉ mất mỗi cái là trong cái quá trình sử dụng thì là nhà em sử dụng nồi mà các thứ thì nó bị cái này, nhưng mà trước khi gửi cho các bác, nếu mà bác nào ưng em vẫn cũng có thể sử dụng cho bác luôn. Các bác lên cho em mã này, mã bếp 4, này 10 triệu đồng, 10.000 k, bao ship toàn quốc luôn. Bếp 4 10 triệu đồng, bao ship toàn quốc, hàng đẹp luôn. Đấy, các bác yên tâm luôn, nhà em dùng được thì là cũng phải là hàng rất là ok rồi. Và bếp từ nhà em thì cũng đã dọn dẹp sạch sẽ cho các bác rồi nhé. Một cái mã bếp từ tiếp theo. Con này thì cũng full phụ kiện này, lò nướng các thứ đầy đủ này. Nói chung là đây, sạch đẹp. Đấy, vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi. Các bác chỉ việc về và bác dùng thôi. Đấy. Con này thì đang thanh lý cho các bác, tại vì làm sao? Con này thì mặt của nó thì nó sẽ thực lòng là bác nào mà không quan trọng về ngoại hình thì con này rất là phù hợp. Đấy, và giá rất là rẻ luôn. Hai bếp 2 kW nhé. Hai bếp 2 kW, lò nướng các thứ thì vẫn ok. Đấy, bật bếp này. Đấy, và các bác điều khiển thì các bác điều khiển ở đây nó rất là ok này. Bật bếp này. Đấy, không có thì sẽ báo lỗi này, các bác đặt bếp lên này. Đấy. Ok luôn này. Đấy. Chỉnh tốc độ này. Đấy, các bác lưu ý nhé, những cái dòng bếp từ này các bác đun thì các bác để lại cho em một nấc. Tất cả các bác để lại cho em một nấc này. Tắt bếp này. Bên bếp này này. Bật bếp này. Đấy, thì các bác điều chỉnh thoải mái, rất là nhanh sôi. Còn đây là các chế độ bếp ba thứ ba này, bếp hồng ngoại này. Cái chế độ bếp hồng ngoại này. Đấy, hồng ngoại giữa. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đang đun sôi lên khói lên luôn, hồng ngoại đỏ rồi này. Hoặc đây là lò nướng này. Đấy, thì các bác có thể để hồng ngoại đỏ rồi nhé. Tắt đi, tất cả đều hoạt động tốt, đây là lò nướng này. Đấy. Thì tất cả đều sử dụng ok. Đấy, tắt bếp này. Đó, dùng xong thì các bác lại gấp nó lại. Rất là đẹp luôn. Đấy, hàng đẹp xịn sò luôn nhé. Con này thì mất mỗi cái là mặt của nó thì nó hơi xấu. Còn những dòng bếp từ này thì đun rất là nhanh sôi. Những dòng bếp từ này đun rất là nhanh sôi nhé. Đây để em đo cho các bác cái kích thước luôn của cái bếp này. 59,5 nhân với lại 51,5 gần 52. Con này các bác lên cho em mã này, mã bếp 5. Bếp 5 hôm nay con này thì em thanh lý cho bác với mức giá đó là 2 triệu 500 nghìn đồng. Đấy, bếp 5 2,5 triệu. Bếp 5 này, 2 triệu 500 k. Bao ship tất cả thì sử dụng điện điện 220V của Việt Nam mình bình thường nhé, hàng nội địa Nhật nhưng mà sử dụng bếp điện 200 nhưng mà vẫn sử dụng điện 220 của Việt Nam mình bình thường, hàng đẹp luôn. Các bác lên cho em mã này, mã bếp 5. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái bộ nồi e leng beng. Dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của design Germany của Đức, hàng nguyên hộp luôn nhé, hàng nguyên hộp luôn này. Đó, thì đây em sẽ xin bóc siêu cho các bác luôn, hàng nguyên siêu luôn. Đấy. Ở đây thì nó là hàng mới. Con này thì nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cái chảo. Đấy, miệng của nó là 24 nhân với sâu 7,5. Một cái xoong ngoáy bột 16 nhân với sâu 10,5. Một cái xoong to. Đấy, kích thước của nó đây, 14,5 6 lít 6. Một cái xoong nhỏ nhỡ 20 nhân với 12,5 3 lít 9. 18 sâu 11,5 2 lít 9 và 16 nhân 10,5. Tổng cộng của nó là 6 món nhé. Hàng này là hàng 5 đáy. Hàng này là hàng 5 đáy. Đây. Đấy. Mở bên trong của nó ra này. Đấy, để em sẽ bỏ nó ra trước nhé. Em sẽ bỏ nó ra trước rồi em sẽ review cho các bạn sau. Đây. Vung này. Đầy đủ luôn nhé. Đầy đủ luôn. Đây để em sẽ bỏ hết ra. Tổng cộng của nó là 6 món và có nắp vung đầy đủ, mỗi cái món con này của nó đều có nắp vung đầy đủ cho các bác luôn. Hàng này là hàng mới nhé, tất cả toàn bộ của nó là hàng mới cho các bác hết. Đấy, chỉ được về và sử dụng thôi. Còn bộ này của nó cũng rất là chất luôn và giá của nó thì các bác yên tâm luôn đấy. Giá của nó thì yên tâm luôn là một điều, đó là giá cực kỳ rẻ, cực kỳ ok luôn, giá cực kỳ mềm luôn đấy.
Khi các bác nhận hàng bên nhà em nhé, là các bác kiểm tra thoải mái. Đấy, kiểm tra thoải mái, không sợ bị bổ là vỡ bổ đi đâu. Nên là các bác cứ yên tâm, hàng nhà em thì cứ người thật việc thật. Đây, một cái bộ của nó này gồm có cho các bác đó là 6 món này, tất cả đều có nắp vuông nhé, tất cả đều có nắp vuông riêng biệt luôn. Hàng mới nguyên hộp các bác nhé, hàng mới em khui nguyên hộp cho các bác luôn, hàng mới khui nguyên hộp cho các bác luôn. 6 món, 1 này, 2, 3, 4, 5 và cái cuối cùng là 6 đây. Đó, hàng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Erlenbeng. Các bác đun bếp ga, bếp từ, ga này từ này hồng ngoại đều đun được thoải mái. Các bác đều đun được thoải mái. Con này là 5 đáy. Xoang inox, viền của nó inox nhé. Bên dưới đáy này của nó thì nó sẽ thêm, có thêm cho chúng ta đó là lớp hợp kim. Nên là các bác thử nam châm nó sẽ hít. Đấy. Con này thì Erlenbeng này, một con này. Cái chảo đây là chảo chống dính nhé. Cái dòng chảo này là chảo chống dính này. Hàng chất luôn. Hàng cực kỳ ok luôn. Một cái bộ nồi 6 món của Đức. Một cái bộ nồi 6 món của Đức như này. Bên nhà em đang có một cái mức giá của nó cũng rất là mềm luôn cho các bác luôn. Giá của nó chỉ có 700 ngàn đồng nhé. 700k và bên nhà em bao ship. 700k. Bao ship cho các bác toàn quốc nhé. 700 ngàn đồng và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Đấy. Nhận hàng thì các bác yên tâm một điều đó là nhận hàng kiểm tra hàng nhà em thoải mái. Rồi các bác mới phải thanh toán. Bộ nồi tiếp theo, bộ nồi này thì còn đẳng cấp hơn. Bộ nồi này thì bộ nồi của thương hiệu Kasai Villa, 9 đáy. 9 đáy các bác nhé, Kasai Villa 9 đáy này. Bếp từ, bếp ga đều đun được. Khui hộp mới luôn cho các bác luôn. Hôm nay cũng khui hộp mới cho các bác luôn. Tất cả nó đều có một cái lớp màng co. Đó, bên trong bộ của nó đây. Những cái giấy tờ này thì không cần thiết. Đây. Nắp vung này. Để em bỏ ra ngoài đã nhé. Để em bỏ ra ngoài rồi em sẽ giới thiệu review cho các bác cho nó chi tiết. Không mất nhiều thời gian các bác đâu. Đó, hàng này thì của nó thì toàn bộ là hàng đẹp. Xịn sò luôn. Xoang nồi này của nó này. Đáy của nó là 9 đáy. 9 đáy này. Rất là dày dặn luôn này, hàng của Kasai Villa nhé. Đấy, khui hộp mới là cho các bác luôn. Để review cho các bác cho nó dễ. Hàng nguyên hộp thương hiệu của Kasai Villa. Nhận hàng nhà em thì các bác cứ yên tâm một điều đó là kiểm tra hàng thoải mái. Không phải là như kiểu là chỗ khác người ta không cho kiểm tra hàng. Nhà em thì kiểm tra thoải mái luôn. Và cái hàng này thì các bác đun nấu các thứ rất là chất lượng nhé. Nhất là các bác nào mà có nồi giá cầy mà các bác cho vào cái sau này các bác hầm thì tuyệt vời. Nó cũng gồm có 6 món cho các bác. À, đây để em sẽ đọc lại cái kích thước của 6 cái món này ở trong cái vỏ hộp này luôn để đỡ phải đo nhé. Đỡ phải đo nó mất thời gian vàng bạc của các bác. Đây. Một bộ nồi này thì của nó sẽ gồm có cho các bác đây. 6 món này, 24 x 6,5 này là cái chảo đây. 24 x sâu 13,5 6.1 là cái xoong to này. 20 sâu 11,5 là cái xoong nhỡ. 18 sâu 10,5 2 lít rưỡi là xoong nhỡ nữa. 16 nhân 9,5 là xoong nhỏ cuối cùng. Và cái xoong ngoái bột là cũng thế, 16 nhân 9,5. Hàng này thì là các bác yên tâm, hàng đẹp luôn. Hàng đẹp và chất lượng luôn nhé. Con này rất là dày dặn ấy. Bác nào mà nên đang dùng những cái dòng xoong nhôm ấy, mà nhìn nó bẩn bẩn ấy, thì chúng ta nên thay cái dòng xoong này. Đấy, thay được cái bộ nồi này thì nó rất là phù hợp. Đó. Đây. Đầu tiên là cái xoong to này. Các bác có thể nhìn thấy cực đẹp luôn nhé, Kasai Villa cực đẹp cực chất luôn. Cái dòng này các bác đun bếp ga bếp từ thì thoải mái luôn. Đấy, các bác đun bếp ga bếp từ thì thoải mái luôn. Vung riêng nắp vung của nó khác, nắp vung của nó khác hoàn toàn luôn. Hàng của Kasai Villa. Đó. Một cái chảo này, dòng chảo này là dòng chảo chống dính nhé. Các bác cầm vào cái sản phẩm là các bác biết rồi, cầm nó rất là chắc tay. Logo, tất cả logo cả của Kasai Villa đầy đủ hết. Đấy. Kasai Villa này, Kasai Villa này. Các bác đun nấu nó cũng rất là tiện. Tại vì làm sao, mỗi cái món này chúng ta đều có nắp vung riêng, nên là các bác đun nấu nó cũng rất là nhanh sôi.
Một bộ nồi Kasai Villa 9 đáy. Một bộ nồi Kasai Villa 9 đáy này. Đấy, 1 2 3 4 5 6 món. 6 món 9 đáy. Cái bộ nồi này thì bên nhà em đang có mức giá của nó cực kỳ ok luôn cho các bác luôn. Giá của nó là 950.000 đồng nhé. Bộ nồi Kasai Villa 9 đáy. Đấy. 950k. Bao ship. Hàng này thì toàn bộ cho các bác luôn, bao cho các bác luôn là hàng mới và chưa qua sử dụng nhé. Hàng này toàn bộ bao cho các bác là hàng mới và chưa qua sử dụng một tẹo nào luôn. Để các bác yên tâm. Đấy. Bộ nồi này, hai bộ nồi, hai mẫu bộ nồi bên nhà em. Đó. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em dân xin một nút đăng ký kênh luôn các bác nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, bên nhà em xin giới thiệu cho các bác một số những cái dòng máy cạo râu. Đợt này thì bên nhà em lại về thêm cho các bác cái dòng máy cạo râu Boss. Đấy, dòng Boss này. Hàng xịn sò luôn nhá, nguyên hộp. Nguyên hộp luôn, hàng mới luôn các bác này. Hàng mới nguyên hộp luôn này. Đấy. Bên trong này của nó thì trong hộp này nó đầy đủ các phụ kiện của nó này. Dây cáp sạc này. Cáp sạc này các bác cắm vào cái USB nhé. Đây và các bác cắm vào đây. Đấy, các bác cắm vào đây này. Đấy, còn là cái đầu này các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại của các bác này. Cái nước dao này. Đây. Con này thì các bác bật lên. Dí lì này, dí lì 3 giây này, 2 giây này, 1 giây này, bật này. Đấy, còn các bác ấn nút này thì nó là tạm dừng. Đấy, còn các bác ấn nút này tạm dừng, ấn nút này lại bật lên này. Đấy, nó sẽ có cho chúng ta đó là bác nào râu quay nón này. Bác nào râu quay nón thì nên dùng cái này này. Các bác tông đưa đi. Các bác cạo trên đầu đi. Đấy. Xong là các bác gật xuống. Đấy, các bác cạo nhẫn thì các bác cái cạo cái này. Đấy là râu dài. Còn nếu mà các bác râu ngắn thì các bác có thể trực tiếp luôn ở cái đầu này. Hàng này thì thương hiệu của Boss. Đây tắt này. Các bác phải giữ 3 giây này. Đấy thì nó mới tắt với khóa hẳn. Đấy, khóa hẳn. Hàng này thì đây. Con này thì thông số của nó này. Hàng của Made in Germany của Đức các bác nhé. Hàng của Made in Germany của Đức. Con này thì 5W này. Sử dụng sạc điện 5V cục sạc điện thoại của chúng ta đấy. Đó, hết pin các bác lại sạc, hết pin các bác lại sạc. Đấy, có cả tông đơ này. Và có cả cái cạo râu. Có cả tông đơ và cạo râu. Hàng chất lượng luôn. Ở đây thì đây này, nó có chỉnh này, tốc độ nữa này. 75 này. 70 này, 65 này. Rất là tiện luôn nhé. Và hiển thị phần trăm pin các bác nhé. Đấy, và nó hiển thị phần trăm pin cho các bác này. Đấy, bật. Tắt. Một cái dòng máy cạo robot. Một cái dòng máy cạo robot thì bên nhà em đang có cái mức giá của nó đó là 600.000 đồng nhé. 600.000 đồng và bên nhà em bao gồm luôn cả cái phí ship cho các bác luôn. Hàng đẹp luôn, hàng mới nguyên hộp các bác nhé. Hàng này là hàng mới nguyên hộp. Rất là xịn và rất là chất lượng luôn. Máy cạo robot. Máy cạo robot các bác nhé. 600k và bên nhà em bao ship. Một cái mã cạo râu tiếp theo này. Một cái dòng máy cạo râu của Panasonic ấy. Hàng này thì khi các bác nhận hàng ấy, là nó cũng là hàng mới nguyên hộp luôn. Khi các bác nhận hàng nó cũng là hàng mới nguyên hộp luôn này. Đấy. Bên trong này thì em bóc con mới ra xong em review con kia em đang test 2 năm nay rồi. Đây. Hàng mới luôn nhé. Đấy, đây là chưa lắp pin. Con này thì lại sử dụng bằng pin. Con này lại sử dụng bằng pin. Nhưng mà các bác lưu ý cách lắp pin này. Con nào cũng thế. Đấy, các bác lắp chú ý cái lắp pin ở dưới khay này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy. Đấy, các bác lắp pin đúng theo cái chiều của nó. Hàng này hàng xịn sò luôn nhé. Hàng mới chưa qua sử dụng. Cái dòng này là hàng mới này. Còn đây là cái con mà em đã sử dụng 2 năm nay rồi. Hơn 2 năm chứ không phải 2 năm nữa. Đấy, các bác có thể nhìn thấy cái độ sầy xước. Đấy, là các bác biết rồi. Rất là ok luôn nhé. Pin này. Pin này sử dụng pin con thỏ. Nhưng mà em sẽ tặng kèm các bác là đôi pin Panasonic nhé. Sẽ tặng kèm các bác đôi pin Panasonic. Nhưng mà đây là ý là em lắp pin con thỏ này vào ấy, là ý là cái pin con thỏ này các bác cũng có thể sử dụng được. Đề phòng lúc hết pin thì chúng ta có thể mua cái pin này. Con này rất là tiện luôn. Lưỡi của nó này. Nó có sách mách cái trứng luôn nhé. Em sử dụng rất là lâu rồi nhé. Lưỡi là lưỡi thép nên là các bác không lo bị gì. Đây. Cái lưỡi này của nó là bằng lưỡi thép nên là các bác không lo bị gì. Này, lau sạch đi. Cái râu của các bác cạo, các bác lâu không lau ấy, thì nó bám vào đây thôi. Nhưng có lau qua đi là nó lại sạch và nó rất là sắc. Không sợ gì. Không sợ hoen gì. Đây các bác có thể nghe tiếng này. Đấy. Cạo rất là ngọt luôn nhé. Nó cạo rất là ngọt luôn và nó rất là sắc. Hàng của Panasonic. Hàng của Panasonic. Đây là hàng mới luôn nhé.
hàng mới luôn. Còn máy cạo râu Panasonic này thì là bạn em nó gửi từ bên siêu thị Nhật về luôn nhé, nên là các bác yên tâm, hàng đảm bảo cho các bác luôn. Giá của con máy cạo râu Panasonic này bên nhà em đang có mức giá đó là 350.000 đồng, 350k và bên nhà em bao ship nhé, 350k bao ship. Ngoài ra còn tặng kèm thêm cho các bác đó là một cái cặp pin, cặp pin cho các bác luôn. Hàng đẹp chuẩn chỉ. Một cái mã sản phẩm kế tiếp, một cái dòng ống nhòm, một cái dòng ống nhòm này, hàng mới luôn nhé các nhé, hàng này là hàng mới luôn này. Đây là nó có cái dây và cái rẻ lau này. Đấy, ở đây nó có 4 cái núm nữa này và một cái túi này các bác có thể đựng. Đấy, các bác tháo ra thì các bác lại để vào đây. Đấy, các bác có thể nhìn thấy dòng này đây. À, con này thì 20 x 50, 168 x 1000 m, 168 x 1000 m. Thương hiệu của nó là Baleo. Hàng của Nga nhé, con này hàng của Nga nhé, rất là chất lượng luôn. Đây, cái này là nó sẽ theo mạch nhé, cái này là các bác có thể chỉnh theo mắt của các bác này, mắt của các bác ví dụ đến đâu là các bác chỉnh theo cái độ đúng như thế. Và ở đây là các bác điều chỉnh nhìn xa nhìn ngắn, nhìn xa nhìn gần này. Đấy, nhìn xa nhìn gần các bác điều chỉnh ở đây rất là tiện lợi luôn. Đấy, đây là một cái dòng máy cạo râu. Đấy, xin lỗi các bác nhé, nhầm ống nhòm nhé, một dòng ống nhòm. Con ống nhòm này thì ống nhòm của Nga, 340.000 đồng và bên em bao ship toàn quốc nhé, 340.000 đồng và bên em bao ship toàn quốc. Đây, nó có thể chỉnh cái mắt riêng này. Đấy, cộng trừ này. Đấy, nó chỉnh hai bên mắt riêng biệt luôn này, nữa ở đây nữa này, nó có thể chỉnh ở đây nữa. Đấy, rất là tiện lợi, rất là tiện lợi luôn. Ống nhòm của Nga, 340.000 đồng và bên nhà bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng bếp ga nội địa Nhật. Dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Osaka Ga. Osaka Ga như các bác nhé. Mặt kính phun chức năng. Quên chưa mở ga. Quên lại chưa mở ga. Đấy, mở ga cái bật lên luôn. Mở ga cái bật lên luôn. Hàng đẹp luôn. Đấy, hàng đẹp luôn nha các bác nhé. Kích thước của con bếp này, 59 nhân với một chiều của nó là 42. Chiều sâu của con bếp này nó là 18 cm. Hàng ok nhé, con này có chế độ giữ 3 giây này. Đấy, giữ 3 giây. Đó, rất là xịn sò luôn. Con này thì thực ra là các bác phải biết dùng cơ thì cái chế độ 3 giây này nó mới hoạt động hiệu quả được. Còn bên này thì các bác có thể chế độ nấu cơm này. Đấy, chế độ nấu cơm và bên này là những cái chế độ của nó. Đấy, chế độ nấu cơm, chế độ hẹn giờ. Riêng cái những cái dòng mặt kính phun chức năng này nó mới có. Đó, dòng đây ở đây là lò nướng nhé. Đây là lò nướng. Cái lò nướng. Cái lò nướng nhà em đã vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi. Tất cả hầu như là đã vệ sinh sạch sẽ hết cho các bác. Tất cả gần như là đã vệ sinh sạch sẽ cho các bác hết. Này, lò nướng của nó sạch sẽ. Lò nướng của nó sạch sẽ luôn nhé. Đó, tức là các bác về các bác chỉ việc dùng thôi. Đấy, còn em đã giới thiệu rất video rõ ràng, rất chi tiết. Đấy, các bác kiểm tra hàng đúng như video nhà em quảng cáo, các bác có thể lưu lại cái video đó và các bác kiểm tra đúng như cái hàng, ví dụ là các bác đặt con bếp ga nào là em gửi bếp ga đó. Đó, thì các bác xem kỹ video giúp em, trừ khi là nó bể vỡ thì chịu, chứ còn thường thường mặt kính này thì không có một cái nào có thể chê được. Đây, lò nướng họng, lò nướng các thứ của nó cực kỳ sạch sẽ luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là mã G40 nhé. Con này đời của nó thì là đời 2020. Đấy, đời 2020 nhé các bác nhé. Nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái luôn. Được G40. G40 này. Con này bên em có mức giá là 2.500.000. G40 2.500.000 đồng và bên em bao ship luôn. Đấy, bếp ga bật là cháy lửa xanh đét. Bật là cháy lửa xanh đét luôn nhé. G40. Một cái mã bếp ga tiếp theo. Con này thì hàng của Paloma. Hàng của Paloma. Bếp của cái dòng Paloma này thì toàn bộ là bếp đồng. Đấy, con nào mà bếp nhôm thì em sẽ giới thiệu là bếp nhôm nhé. Bếp đồng. Hàng ok luôn. Đó. Lắp pin vào cho bác để test luôn. Lắp pin với lắp ga và để test cho các bác luôn.
Lúc đầu tiên khi bác nhận bếp nhé, là lúc nào cũng thế, thì bật các bác sẽ phải giữ trong vòng khoảng tầm 2 đến 3 giây thì là được. Đấy, và đây là các bác chỉnh ga này. Đấy. Đấy, còn tắt đi bận sau nhưng các bác vặn nhẹ là được. Vặn nhẹ là được. Đấy, rất là tiện lợi luôn, rất là xịn sò. Hàng của Paloma. Lò nướng thì sạch sẽ. Tất cả lò nướng thì đều sạch sẽ luôn. Này, bên trong lò nướng này cũng vệ sinh cực kỳ sạch sẽ cho các bác có thể nhìn thấy. Đó. Con này cũng có nút 3S này, con này cũng có nút 3S. Đời của con này là đời 2021. Đời 2021 nhé. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Bên trên của nó đây. Đó, rất là sạch sẽ. Bếp đồng nhé. Và quên mất không lễ không giới thiệu cho các bác. Cảm biến chống cháy nồi nhé. Cảm biến chống cháy nồi. Cảm biến chống cháy nồi này cho các bác này. Hàng đẹp luôn. Bật nhẹ là lên. Tiết kiệm ga, nhưng khi các bác đun ga cái dòng những cái dòng này thì nó sẽ tiết kiệm ga đến 40%, 3 đến 40% so với những cái dòng bếp ga thông thường của các bác đang sử dụng. Đấy. Các bác lên ở đây kích thước của con này luôn. À, 55,7 nhân với lại 39. Chiều sâu của nó sẽ là 17,5. Mã này thì các bác lên cho em, mã này là mã D41. Bếp ga thì số lượng đợt này nó về nó dọn xong chưa được nhiều. Đấy, đầu năm cũng chưa được nhiều hàng, nhưng mà hàng này rất là đẹp luôn. Bếp đồng mà vàng ống này thì các bác yên tâm rồi. Đấy, nóng. D à đâu? Ở G41 cho em xin lỗi. G41. Ờ 2.050.000. 2.050.000 đồng một cái mã G41. Bếp ga. Đấy, bếp ga mặt men. Mặt này mặt men nhé. Mặt men luôn cho các bác này. Các bác nào về sử dụng cái dòng này rất là ok. Một cái mã bếp ga tiếp theo. Một con Paloma mặt men nữa, quên. Tất cả bên nhà em bán lưới chống chuột nhé. Tất cả sẽ tặng kèm lưới chống chuột cho các bác luôn. Lưới chống chuột inox luôn. Đấy, các bác bắn thấy bạn em bắn này, nó cũng rất là đẹp. Đấy, cũng không phải là khen mèo giấy đuôi đâu, nhưng mà nó cũng rất là ok. Đấy, nó rất là ok luôn. Đây, một con bếp ga mặt men. Vặn nhẹ là lên này. Vặn nhẹ là lên luôn. Đấy, cứ vặn nhẹ là lên, vặn nhẹ là lên. Ga rất là xanh, rất là đẹp luôn. Cảm biến chống cháy nồi. Cảm biến chống cháy nồi luôn, đầy đủ. Nhân với lại 39. Chiều sâu của nó là 17,5. Đời của nó là đời 21. Giá tiền của nó sẽ là 2.050.000. Các bác lên cho em mã này, mã G42. Đời 2021 nhé các bác nhé. G42. 2.050.000. Tất cả bếp ga mặt men hay mặt kính thì đều tặng kèm theo đó là lưới chống chuột cho các bác hết. Tất cả mặt men hay mặt kính đều tặng kèm lưới chống chuột. Xịn sò luôn. Một con tiếp theo. Con này thì lại là mặt kính. Hàng đẹp luôn nhé. Đấy, hàng đẹp không nứt vỡ. Hàng đẹp không nứt vỡ luôn này. Con này thì khi các bác nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái luôn. Ở đây có này. Thấu cơm này. Hẹn giờ này. Nhiệt độ này. Đó, chỉnh ga nhỏ to này. Đấy, và chế độ nấu cơm các bác ấn vào đây xong. Rất là ok luôn. Đấy, lò nướng các thứ đầy đủ nhé. Bật nhẹ bếp là lên. Bếp thì có hai cái cảm biến chống cháy. Bếp thì có hai cảm biến chống cháy cho các bác. Kích thước của nó này. 59 nhân với lại 41,5. Chiều sâu con này 18. Hàng đẹp luôn nhé. Vệ sinh sạch sẽ. Hàng đẹp và vệ sinh sạch sẽ cho các bác luôn. Đó. Mặt kính không bể vỡ. Đấy, hàng thì các bác yên tâm là đúng như nhà em quảng cáo. Quảng cáo như nào thì đúng như vậy. Đây. Khay lò nướng của nó sạch sẽ. Tất cả đều vệ sinh sạch sẽ luôn. Bên trong của nó này cũng đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Cũng đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Đời của con này là đời 2020. Đời 2020. Hàng đẹp sạch sẽ. Các bác chỉ việc về cắm ga vào là dùng thôi. Các bác lên cho em mã này là mã
G43. G43. 2.500.000. Bao ship cho các bác cái mã G43 này. G43 40 41 42 43. G43 2.500.000 vào bên nhà bao ship nhé. Một cái mã tiếp theo. Một con Paloma tiếp. Kích thước 56 nhân với lại 39. Sâu 18. Lắp pin vào để test ga cho các bác luôn. Khi các bác nhận hàng thì sẽ được tặng kèm đó một lưới chống chuột và pin. Sẽ được tặng kèm theo lưới chống chuột và pin nhé. Đấy, thì lúc nào cũng thế. Các bác lắp pin vào thì các bác sẽ giữ khoảng 2 đến 3 giây cho em. Là lúc đầu tiên. Đấy, còn xong rồi nhé. Các bác tắt đi này. Mặn cái là lên này. Mặn cái là lên này. Ga xanh đẹp. Ga xanh và đẹp luôn nhé. Hàng xịn sò luôn. Mặt của nó ok luôn. Đấy, kích thước em đã đo rồi. Lò nướng thì các bác yên tâm một điều đó là lò nướng sạch sẽ. Lò nướng vệ sinh sạch sẽ nhé. Nên là sử dụng tốt luôn. Đấy, nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái. Con này thì đời của nó là đời 2021. À, con này thì các bác lên cho em mã này là mã D44. D44. À G44 em xin lỗi. G44. G44. 2.050.000. Bao ship luôn toàn quốc cho các bác luôn nhé. G44 2.050.000 đồng và bên nhà em bao ship toàn quốc. Một cái mã tiếp theo. Một con đèn năng lượng mặt trời đường này. Con này thì nó có cả điều khiển nhé. Để các bác đứng dưới các bác có thể điều khiển được thoải mái. Con này thì mùa đông các bác cũng không sợ là nó nhanh hết pin đâu. Tại vì nếu mà các bác không có người đứng dưới, không có người đi qua ấy, thì độ sáng của nó chỉ giảm, nó sẽ giảm tự động giảm xuống 50%. Còn nếu mà có người đi qua hay đứng dưới thì nó sẽ tự tăng độ sáng lên 100%. Nên là nó rất là bền luôn. Công suất 120W. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mắt đèn. 6 mắt đèn. Đấy. Trời nắng các bác tự sạc. Con này thì các bác về làm thêm cái ống sắt các bác lắp ở đằng sau này và các bác treo nó lên là được. Đấy, kích thước của nó nhé. Tổng chiều dài của con này là 63 cm. Chiều ngang của nó sẽ là 24,5. Công suất 1000 một con này, công suất 120W. Đấy, hàng đẹp luôn nhé, bảo hành cho bác 1 năm. Đấy, lỗi đổi mới. Bảo hành cho bác 1 năm lỗi đổi mới. Bên nhà em luôn. Con này thì nếu mà các bác muốn thay pin thì các bác tháo ốc này ra, nhưng mà các bác sử dụng khoảng 5-7 năm thì các bác mới có thể thay. Đấy là thực tế. Giá của con này sẽ là 520.000 đồng. Giá của nó sẽ là 520k. Và cái mức giá này đã được bao phí ship rồi. Và cái mức giá này đã được bao gồm phí ship rồi nhá. Nên là các bác cứ yên tâm, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Đấy. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái bên nhà em luôn. Bao cho các bác thứ nhất là khi nhận hàng không bể vỡ. Đấy, bể vỡ thì các bác không nhận. Đấy, thứ hai là bảo hành cho các bác cực kỳ bền luôn và cực kỳ yên tâm. Đèn cái này các bác lên cho em mã này, mã đèn năng lượng mặt trời đường nhé. Đèn năng lượng mặt trời đường 520.000 đồng và bên nhà em bao phí ship nhé. Đấy, thì các bác đặt hàng thì liên hệ với số hotline bên nhà em đang ở góc màn hình đây nhé. Đấy, quý các bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Bên nhà em xin giới thiệu cho các bác một dòng mic Mỹ. Hàng nguyên siêu luôn nhé. Khi các bác đến tay các bác là hàng nguyên siêu luôn. Các bác bóc siêu luôn. Đó. Hàng này này 100% này. Marine USA này. Chất lượng thì xịn sò luôn rồi. Đây. Còn con này em đã bóc sẵn rồi các bác rồi. Nó sẽ gồm có cho chúng ta này. Một cái dây mic này. Một cái mic này. Dây của nó này. Đấy. Hàng này thì hai đầu. Dây hai đầu. Các bác về các bác cắm vào đây. Đây. Các bác cắm đúng cái rãnh của nó nhé. À, khi mà shipper giao hàng ấy thì các bác bảo shipper đợi một chút rồi các bác cắm, các bác nghe thử cho em luôn. Đấy, các bác cắm, các bác nghe thử cho em luôn này. Một mic một dây này, hàng của USA. Các bác cứ bóc siêu ra cho em để các bác kiểm tra thoải mái luôn nhé. Đấy, hàng của Marine USA này, hàng của Mỹ này. Một cái dòng mic dây như thế này bên nhà em đang có mức giá của nó là 290.000 đồng. 290.000 đồng và bên nhà em bao ship. Hàng của Mỹ này, Marine USA của Mỹ. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Nhận hàng thì các bác yên tâm là nhà em nó là nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới thanh toán. Đó, nên là không phải sợ lo lắng gì cả đâu. Nên là các bác cứ yên tâm. Mic Mỹ nhé. Ở đây thì nó lại khác này.
cái công tắc bật tắt của nó sẽ nằm ở giữa này, này. Đấy, các bác vặn lại lên. Đấy, chứ không phải như bình thường là các bác gạt ở đây, nhưng con mic Mỹ của nó khác. Hát karaoke rất là tuyệt vời. 290.000 đồng bao ship nhé. 290k bao ship mic Mỹ. Đó, vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu đến các bác một số những mẫu, một số những dòng sản phẩm bên nhà em. Quý các anh chị ưng sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với em qua số hotline của bên em là 0982 834 004 hoặc 0915 402 977. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.